Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 để theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này cũng có ở trên YouTube, ở trên Facebook cũng như trên hệ thống của Roku Box và website vnatv.com. Kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ. Và tiếp đến nữa, chúng tôi mời quý vị tìm hiểu thêm về công ty Nature Medic, công ty chuyên sản xuất full collagen rất là tốt, nhất là quý vị nào đang phải chữa trị những căn bệnh nặng kể cả bệnh ung thư thì uống full collagen sẽ gia tăng sức đề kháng của mình, làm cho khỏe hơn, quý vị sẽ có sức hơn để chống chọi khi mà quý vị phải làm chemo rồi quý vị cần phải điều trị uống những cái loại thuốc rất là nặng. Thì đây là một cái sự lựa chọn tuyệt vời, có cả dạng nước luôn để cho quý vị uống hấp thụ được dễ hơn. Thì mời quý vị tìm hiểu thêm talk show của công ty Nature Medic mỗi ngày thứ tư lúc 2:30 chiều. Và sau đây vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Kính mời tiến sĩ Hồng Dũng. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Hoa Kỳ nói đã tìm thấy cái trứng Fabergé, tức là cái trứng phục sinh đó quý vị. $1,000,000 trên du thuyền của Nga. Thứ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ nói rằng giới chức đã tìm thấy một hiện vật được cho là trứng Fabergé trên du thuyền của nhà tài phiệt Nga bị Washington tịch thu. Chúng tôi đã phát hiện một quả trứng Fabergé trên một du thuyền của nước Nga. Thứ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ là Lisa Monaca ngày 20 tháng 7 tiết lộ tại diễn đàn an ninh ESPN thảo luận về vai trò của cơ quan hành pháp trong việc đóng băng và thu giữ tài sản của Nga. Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị. Bà Monaco đã không nêu tên du thuyền, song cho biết con tàu hiện ở tại vịnh San Diego. Sau khi khởi hành từ Fiji hồi tháng trước, đây có thể là du thuyền Amadea trị giá 300 triệu Mỹ Kim, bị cơ quan hành pháp của Hoa Kỳ tịch thu vào cuối tháng trước, sau khi di chuyển từ Fiji đến San Diego. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác thực thi pháp luật trên khắp thế giới để khám xét các du thuyền, bảo đảm rằng Hoa Kỳ có đủ thẩm quyền, có thể đưa vấn đề ra tòa và tịch thu tài sản. Bà nói thêm, theo Thứ trưởng, trường hợp quả trứng là đồ thật, nó sẽ trở thành một trong số ít mẫu còn sót lại trên thế giới, trị giá hàng triệu Mỹ Kim. Trứng phục sinh Fabergé được cho là tác phẩm trang trí tinh xảo bậc nhất của thế giới, gắn liền vào sự giàu có sang trọng. Trứng do công ty kim hoàng Fabergé chế tác, điều hành bởi Peter Karl Fabergé đầu năm 1880. Sa hoàng Alexander thứ ba tham dự một cuộc triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ và bị thu hút bởi sản phẩm của nghệ nhân kim hoàng này. Ông đã đặt hàng quả trứng đầu tiên năm 1885 dùng làm quà tặng cho vợ là hoàng hậu Maria Fyodorovna nhân dịp lễ phục sinh, và bây giờ quả trứng đó lại nằm trên chiếc tàu du thuyền của nước Nga do Hoa Kỳ tịch thu. Không biết chuyện này thực hư như thế nào. Hạ Hồi phân giải trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Một câu chuyện rất là thú vị, và những con tàu cổ xa xưa luôn luôn có những điều bí mật ở trong đó. Dạ, thưa quý vị, tiếp tục là bản tin liên quan đến thống đốc Gavin Newsom đã ký một dự luật về súng ở California được mô phỏng theo luật phá thai ở tiểu bang Texas. Thưa quý vị, thống đốc của tiểu bang California, ông Gavin Newsom ngày thứ Sáu đã ký thành luật với lại cái luật là SB 1327, và đã được Thượng viện California mô phỏng theo luật của tiểu bang Texas, cho phép các gọi là những người dân bình thường, những công dân là những người tư nhân khởi kiện dân sự chống lại các nhà cung cấp các dịch vụ phá thai, đó là tiểu bang Texas ha. Rồi bất cứ ai giúp đỡ ở vấn đề phá thai sau khi thai đã được 6 tuần, đó là tòa án tối cao của tiểu bang Texas đã đưa ra. Thì bây giờ bên phía California cũng vậy, thì California cũng cho phép, tức là những người dân thường của chúng ta thực hiện các vụ kiện dân sự đối với lại tất cả những nơi nào mà được phép hành nghề bán và cung cấp súng, cũng như là có thể là họ còn có được quyền là mua bán nè, rồi cung cấp nè, sở hữu súng, kiểm soát súng, và họ sẽ bị
phạt, gọi là chúng ta được quyền kiện họ nếu như họ bán cho bất kỳ ai dưới 21 tuổi. Nó cho phép công dân kiện đến với một số tiền tối thiểu là 10.000 đô la cho mỗi cái vũ khí có liên quan, cũng như là chi phí luật sư. Ông Gavin Newsom là một đảng viên của đảng Dân Chủ, là một người gọi là ủng hộ cho quyền tự do phá thai, cũng như là ủng hộ cho quyền gọi là rất là khó khăn trong việc sở hữu súng, tức là cấm sở hữu súng, thừa nhận rằng luật có thể bị thách thức trước tòa án. Ông nói rằng chúng tôi tin rằng điều này sẽ phải có thể là bị khởi kiện tại tòa án tối cao, và chúng tôi tin rằng tòa án tối cao sẽ bị thách thức, bởi vì nếu còn bất kỳ một nguyên tắc nào, đó sẽ là một cái câu hỏi cho một cái vấn đề cần phải kết thúc. Với tòa án tối cao không có cách nào để có thể phủ nhận chúng tôi có quyền đi theo hướng này, ông nói sau khi đã ký dự luật SB 1327 ngay tại trường đại học Santa Monica, là một địa điểm diễn ra cuộc thi bắn súng của năm 2013. Đạo luật SB 1327 được đưa ra sau hai cờ vào hồi tháng 2. Nó nói rằng là nó sẽ trở nên vô hiệu khi mà luật mà cấm phá thai của Texas vô hiệu, thì bên này cũng sẽ vô hiệu luôn. Dạ, coi như là đấu với nhau, và tòa án có thể nói là tòa án tối cao của California đang chuẩn bị sẵn sàng để có thể thụ lý đơn kiện nếu như mà cái việc chống lại cái luật này của ông Gavin Newsom được đưa lên tòa án tối cao, thì chắc chắn nó sẽ phải bị thách thức. Đây là một cái sự việc mà bên phía của đảng Dân Chủ muốn là đưa ra một cái lệnh cấm tất cả những cái nơi buôn bán súng nè, ngay cả những nơi mà tổ chức các giống như là ủng hộ cho súng, thì không thể nào mà đưa cho những trẻ em mà dưới 21 tuổi được quyền cổ vũ mua súng hoặc là có thể có được cây súng ở trong tay. Và California đã thông qua một số các biện pháp liên quan đến súng đạn trong tháng này, kể cả quảng cáo về súng cho trẻ em dưới 21 tuổi là không được luôn nha. Và trong tháng này thì họ đưa ra mục đích nhằm để kiềm chế bạo lực súng đạn sau khi vụ nổ súng hàng loạt mà chúng ta thấy được trên toàn quốc. Nhưng mà rõ ràng dưới thời của Tổng Trump, luật về súng đạn vẫn không có bị cấm. Nhưng mà cái việc mà nổ súng hàng loạt xảy ra rất ít. Trong khi dưới thời của Tổng thống Biden, càng cấm là càng nguy hiểm, càng cấm là càng nổ súng một cách khủng khiếp. Cho nên nó là một cái sự trái ngoe mà không hiểu là có phải là vì bị cấm mà người ta tức giận và trở nên thách thức hay không. Thì đó là một điều rất là khó hiểu. Giờ quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, các quốc gia châu Âu đã bất đồng về nội bộ do cái lệnh trừng phạt Nga. Châu Âu đối mặt với nhiều bất đồng nội bộ về lệnh trừng phạt vốn ngăn họ tăng áp lực lên Moscow và cản trở nỗ lực viện trợ cho Ukraine. Liên minh châu Âu EU ngày hôm nay đã tuyên bố một loạt lệnh trừng phạt chưa từng có đang gây đau đớn cho Nga, đáp trả những chỉ trích cho rằng những biện pháp đó đang gây hệ lụy về nền kinh tế, xã hội cho một khối. Một trong những người chỉ trích quyết liệt nhất các lệnh trừng phạt của châu Âu là Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán, người tiếp tục phản đối lệnh cấm vận dầu mỏ Nga được EU thông qua vào tháng trước. Thưa quý vị, cuộc họp đặc biệt của một cái hội đồng học khu đã xem xét việc sa thải cảnh sát trưởng là ông P. Andre Dando của trường Uvalde thuộc tiểu bang Texas đã bị hủy bỏ. Một cuộc họp đặc biệt của gọi là board member của trường học của đã lên kế hoạch vào ngày thứ Bảy cho trường học Uvalde thuộc tiểu bang Texas để xem xét liệu có nên chấm dứt hợp đồng với lại cảnh sát trưởng của học khu hành chánh này hay không, để tại vì những cái sai sót của ông trong việc điều hành sự để mà giải quyết sự việc tại trường học dẫn đến là có những em học sinh và cả giáo viên đã thiệt mạng. Và đây là một vấn đề phù hợp với các yêu cầu về thủ tục pháp lý cũng như các yêu cầu của luật sư. Và cuộc họp đặc biệt này sẽ xem xét việc chấm dứt hợp đồng đối với lại cảnh sát trưởng Arredondo sẽ được tổ chức một ngày sau đó nhưng chưa được xác định. Lẽ ra là vào sáng thứ Bảy này nhưng mà họ đã gọi là cancel nó. Nhưng mà bây giờ ngày nào thì họ chưa biết. Trong khi đó thì cảnh sát trưởng Pedro P. Arredondo sẽ bị gọi là nghỉ việc mà không có lương. Và cũng như là những hành động của ông trong vụ thảm sát tại trường học Rob, trong đó có 19 trẻ em và 2 giáo viên đã thiệt mạng
cần phải được xem xét và chịu trách nhiệm lớn nhất. Và các nhà chức trách đã gọi là đưa đến trường một cái nhóm giống như là phản ứng nhanh, nhưng mà đợi hơn một giờ tại trường trước khi đối đầu và giết chết tay súng. Có nghĩa là thời gian mà họ giải quyết vấn đề quá lâu. Và cũng như giám đốc của Sở An toàn Công cộng của tiểu bang Texas là cảnh sát Steven McCraw đã gọi cái sự việc này là một cái điều gọi là thất bại nặng nề. Và đó là thêm một điều duy nhất ngăn các cảnh sát, những người thực thi pháp luật trong một đợt tấn công này, đó là một sự chỉ huy tại hiện trường, người đưa ra quyết định đặt mạng sống của những người cảnh sát lên trên mạng sống của trẻ em. Đó là một điều không thể chấp nhận được và làm cho người ta rất là tức giận, nhất là phụ huynh. Và nếu như cảnh sát trưởng này mà không có bị sa thải thì có thể sẽ làm cho học khu mất uy tín với lại cái những người học sinh. Cho nên là đây là một cái điều mà vô cùng khó khăn cho trường học. Nhưng mà chắc chắn là họ sẽ chọn một cái ngày khác để có một cuộc họp đặc biệt và sa thải vị cảnh sát trưởng này. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật bình an và nhiều niềm vui. Và xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng.